Cái gì đẹp tôi vậy? Gì? Dạ. Cái gì? Cái gì đẹp tôi nè. Cầm 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 như vậy. Đâu có gì? Sao vậy? Cái gì đẹp tôi nặng quá. Nặng. Nếu mà ông còn ở đây thì ông đến đây. Cái gì? Cái gì? Đây nhìn tao nè. Có gì lỗi tôi đi. Đi đâu vậy? Ê. Ơi. Ai cái 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 ấy cái. Có cái gì đẩy cái đầu lên à? Mày chuyển vô tao tao nè. Lùi ra, lùi ra. Ông coi cho kỹ nghe. Hello, con chào cả nhà. Chào cả nhà quay lại kênh Săn Mau Lóc cả nhà ơi. Con chào cả nhà. Chào nhà quay lại với kênh Gió Đồng cả nhà ơi. Thì cả nhà hôm nay hai cô cháu con đang trở lại cái chỗ mấy trồng cây mấy quỷ đỏ cả nhà. Trồng cây mấy quỷ đỏ, tưởng đâu trồng cây mấy quỷ đỏ. Cả nhà thì cả nhà như cái là thấy video gần đây nhất thì có sự xuất hiện của một vong linh. Mà cả nhà ơi, nó thật sự đối với con thì ngay hiện tại thì con không có nhận ra là ông ta là từ đâu đến. Và hình dáng ông ta thật sự giống như một vị ma vương. Như con trâu. Như một con trâu. Mà nói chung là cả nhà thì cả nhà khi việc coi video thì cả nhà, con không biết cả nhà có cái cảm nhận như thế nào về ông ta. Nhưng riêng con với Tú thì cảm giác như ông này là một cái phong linh rất là dữ. Nói chung chắc có thể ông này cũng là dạng như là quỷ, mà dạng như có thể lâu năm, hay hoặc là ông ta đã kiểu như có thể là từ nơi nào khác đến đây, và chắc có lẽ đã tu hay thế nào đó mà tu theo cái cách mà vong linh đó họ, hay hoặc là họ đã tiến hóa từ một cái gì đó thành, chứ không phải là giống như là một con người. Chẳng dạng như chúng ta vong linh mà họ có thể mà họ tiến hóa qua đi, thay gương mặt họ có thể thay đổi này nọ, nhưng mà chúng ta vẫn có thể nhìn ra gương mặt của họ giống con người, nhưng mà ở trên gương mặt họ có nhiều thay đổi thôi. Còn đằng này, ông này nhìn hầu như là mặt mũi và sừng nhìn hầu như rất là giống một con trâu. Đúng rồi. Và ông này lại phát cho mình một cái bộ áo đen giống như một con trâu thật sự luôn. Thì có nghĩa là từ trên xuống dưới cả nhà thì hoàn toàn là một màu đen, chứng tỏ là ông này là, tại thường thường màu đen thì nó lại đại diện cho cái màu đen tối, mà đen tối của thế giới gọi là vô hình, đen tối mà mình không thấy được. Nhưng mà có điều là khi ông ta xuất hiện mình không có được tận mắt chứng kiến. Cho nên lúc đó hai cậu cháu đang cúng kiến rồi ông ta xuất hiện thôi. Chỉ là khi về hai cậu cháu xem lại thì mới thấy là có sự hiện diện của ông. Và hôm nay hai cậu cháu trở lại đây á thì mình không biết là vong đó giữ hiền, nhưng mà cảm giác hai cậu cháu cảm giác được ông ta không phải là một phong linh thường. Có thể tại là vì những cái quỷ đỏ gặp ông rất là sợ. Rất là sợ. Nói chung á, khi mà hai con cháu con về xem lại mà lúc mà ông ta xuất hiện ở nhà là hầu như là bên ngoài hình như là bốn quỷ đỏ luôn, nhưng mà không có quỷ đỏ là dám vào cái nơi mà cúng kiến để mà họ giống như họ thọ hưởng đó. Nhưng mà ở đây á là họ chỉ đứng ở ngoài, họ ngồi ngoài họ nhìn thôi. Nhưng ông này ông ngồi ở trên bàn giữa, nhưng mà thật sự ra một khi mà ông nhìn vong nào là ông nó phải run rợn, giống như sợ. Sợ phải giống như là ông nhìn đó là vong đó tự biết là tự phải lui ra, chứ không có dám giống như ngoại, là ngoại trừ ông cho phép. Ông cho phép vô hưởng hoặc là như thế nào đó thì vong linh mới dám, mà đôi khi cho phép cũng không dám vô. Làm như ông này ông có một cái gì đó nó rất là mạnh, và các vong linh khác cả nhà cô bác cũng thấy là các vong linh đỏ họ cũng rất là dữ, nhưng mà họ cũng e dè, rất là sợ hãi đối với vong này. Mỗi lần tụi con đến một cái nơi nào đó thì trước tiên thì chúng ta xin thổ thần đắc đai chạch, nhưng mà cả nhà biết rồi chứ quý vị mà thổ thần đắc đai chạch không phải lúc nào người ta cũng rảnh, người ta đi theo, người ta gia hộ cho mình, mà cũng không có lúc nào á mình cầu thì họ lại lên. Cái đó là tùy theo cái sự phước báo và cái sự may mắn hoặc là cái cơ duyên của vong linh nơi đó. Nhiều khi những vong linh mà tụi con đã dốc hết cái tâm sức đổ máu gì đó nhưng mà không giúp không được. Nhưng mà
Một khi giống như cơ duyên của vong linh đã đến, cái cơ duyên mà được họ được đưa đi thì tự dưng là chư vị người ta đến người ta gia hộ. Cái đó thì chúng con không có cả tài nào mà mình, cái đó không cầu được. Đúng rồi, không cầu. Tại ổng đúng là mình cầu, mà ông có lên hay không là chuyện của ông. Thì nói chung khi mình đến là mình hướng cái tâm lòng như mình xin phép và có văn giấy là hiện tại là mình đến ở đây và để cho họ, những cái vị đó họ biết mình đến đây. Nếu mà trong tình trạng nguy cấp, nguy hiểm này nọ, mình hy vọng là sẽ, đó là giống như mình hy vọng được che chở. Nhưng mà ở đây là một cái niềm tin của mình thôi. Nhưng mà thật sự những vị đó họ không có rảnh như chúng ta nghĩ đâu. Đi đâu họ mà, còn đi rất, mình rất là nhiều điều họ, việc họ phải làm. Đó, chứ không phải lúc nào chúng ta cầu lên. Đó, rất là khó khăn vấn đề đó. Thì tụi con thì nói chung là đặt niềm tin là hy vọng là trong cái dịp nào đó mà tụi con phải cần đến sự giúp đỡ thì hy vọng là lúc nào vậy đến. Tại hai cô cháu lúc nào khi mà đến những nơi khó khăn hiểm trở thì lúc nào tâm niệm trong đầu cũng sẽ có người mình tin. Tại vì nói về tâm linh phải tin, tin có thì nó sẽ có, mà tin không có là không có. Mình tin á, chứ vị tương thần ở nơi đó sẽ có ngày sẽ giúp đỡ chúng ta, mình phải tin vào cái thì đó. Thì bởi vậy người ta mới nói cái câu mà có thờ có thiên, có kiên có lành. Đúng rồi. Thì chúng ta có thờ, chúng ta tưởng nhớ đến thì mới có thiên, phải không? Thiên là đó, thiên là gì? Là thần linh thiên đó. Chúng ta kiên cử thì mới có sự an lành đó. Thì giống như vậy thôi. Mà mình khó hiểu cái là tại sao mà những vong linh này quy tụ gì đấy nhiều quá, mà những vong linh phải vong linh thiền không? Nhưng mà ở đây đặc biệt cả nhà không phải là một cái vùng núi non hiểm trở, cũng không phải là một cái nơi mà gọi gì nó quá mà âm u mà quỷ mị, nhưng mà họ vẫn về đây vì điều gì mình không hiểu nè. Theo tôi nghĩ á, giữa đồng như thế này là xung quanh toàn là trống, nhưng mà ở đây có lại có một cái chồng cây rất là lớn, thì hầu như vong linh họ thích những cái nơi mát mẻ, bỗng nhiên là có cái gì đó che chở khi mà trời nắng hoặc là buổi ban ngày họ trú ngụ đó. Còn thay vì ở những nơi hoang vắng mà trống trải nó, thì có thể họ gom tụ về đây, hoặc là có một thế lực nào đó mà đưa họ về đây. Thì cả nhà sẵn đây con xin cảm ơn chị Cathy. 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 Phải Cathy, Cathy Trần. Chị cũng có gửi hai cậu cháu hàng người 2,5 triệu với chị Hương, Hương Nguyễn, gửi hai cậu cháu $50 để giúp cho hai cậu cháu có tiền xăng cộ cũng như là mua nhang đèn, nói chung là trong cái việc đi đứng nó xảy ra rồi. Hai cậu cháu cũng thì nhờ được cái phần đó, bởi vì mới duy trì cái đó thì nói chung số tiền đó thì con đã nhận rồi, thì cũng như là cảm ơn chị Thiên Nguyễn, cũng như là chị Cathy với chị Hương Nguyễn. Chị Cathy với chị Hương Nguyễn thì nói chung thì tụi con thì được những cái phần mà đóng góp của anh chị ấy, các chị ấy, thì thật sự đó là một niềm rất là vui và mừng. Tại vì tụi con thì hầu như là làm cái việc này thì đó là sự đóng góp và vật chất để tụi con có thể mua hoặc là đi đứng cái đường, cái hành trình của mình, và để có thể có một cái chi phí nào đó để cúng kiến. Thì cảm ơn chị, hai chị rất là nhiều. Cảm ơn hai chị. Giờ cả nhà đi cùng con đi vào trong đây, đây để xem mà nơi đây hiện tại như bây giờ như bây giờ như thế nào rồi. Đi cả nhà đi cùng tụi con ha. Đi bà cô chú ơi, thì giờ hai cô cháu xong sẽ đi vào trong và mời bà cô chú chị cùng các bạn theo dõi nha. Hai cô cháu đến thì cũng sớm, nói chung giờ này khoảng chừng 7 giờ thôi cả nhà, nhưng mà do hôm nay cũng trăng cũng sáng. Nhái nhóc chị kêu dữ vậy. Hãy theo khẩu trang đó. Gì? Khẩu trang á. Khẩu trang gì? Ai treo trước mặt đó nhìn thấy. Trước mặt kia à? Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay tụi con trở lại đất này cũng dân giái ông bà thủ thần thủ địa ở đây, chẳng ở đây. Thì hôm nay tụi con đến đất này thì cũng hy vọng là thì ở đây hiện tại về chắc là tụi con cũng biết là các vong linh hương hồn đang trú ngụ tại mảnh đất nơi đây. Thì đã nhiều lần tụi con đến đây cũng như là hy vọng là sẽ giúp được cho các hương linh
đang chịu sự khổ đau, cũng như là bị một cái sự ràng buộc nào đó của ai đó hoặc như thế nào đó, mà vì sao mà lại không chịu thoát mà lại ở cái vị trí nơi đây chịu khổ và không chịu đi. Thì con giáo, ân giáo ông bà đây, nếu mà nghe được lời của con á, thì cũng mong quý vị cũng mau sám hối và quay đầu về Phật pháp để có thể giải cứu cho linh hồn của bản thân mình, để mà sớm được siêu thoát về một cái nơi khác nó an nhàn, nó thảnh thơi hơn. Còn ở đây thật sự là một sự khổ đau, ai rồi cũng thế, ai rồi cũng phải đi, đừng có ở lại để làm gì để mà khổ bản thân mình cũng như những người khác. Nam mô Di Phật, con nghe dây gian giái quý vị có thể nghe được ạ. Nhìn cái cây bên đây nè, bây giờ mới nhìn ra là thật sắc cái gương mặt của cái cây đó và cái áo đó. Thấy không, nó nhìn ra hình ông ta mà đã giống dĩ ta hiện diện lâu rồi mà mình không nhìn ra. Đầu đây phải không? Đúng rồi, cái đầu đó, cái mình dưới áo đen, cái áo đây phải không? Đúng rồi, nhìn trong ái thì sẽ ra một người đàn ông, ở ngoài nhìn sẽ nhìn mình nhìn kỹ sẽ thấy, nhưng mà phải có cái sự trù tượng, mình phải nhìn theo cái cách trù tượng nó mới ra. Còn nhìn trong ái thì thấy rất là rõ. Thôi sẵn là cắm cây ngang lên luôn đi. Vô xong không hay sao? Đi đi. Cả nhà, để quay gần lại chút xíu cho cả nhà xem. Cái cây này nó xà dữ nha. Cái gì? Ủa? Con trai này mang kia mà. Kìa. Sao có lần đến những cái nơi thế này tôi khắn giá là họ không xuất hiện. Kìa. Tao thảo rồi đây. Kì vậy? Bây giờ tao không biết mày nói tao mới nhớ. Là không nhét tao. Mỗi lần khắn giá cái là giống như là ra liền kiếm nó liền. Thằng chư vị tâm non bảy núi, đất đai nhân trạch cũng như những người phước mặt phước mài trên đất hiền tiền. Hôm nay thì hai cậu cháu của mọi muội trở lại nơi đây, thì sau những lần đau khổ hai cậu cháu cũng đã rất là cực nhọc để cố gắng là giúp cho hương linh, để cho hương linh có thể giải thoát khổ nơi đây. Nhưng mà sau những cố gắng đó, nhưng mà những điều chúng con đạt được thì cũng không có gì đáng kể. Hôm nay trở lại đây cũng mong rằng là hai con cháu gì? Có gì nó bay kìa. Cũng mong rằng là hai con cháu có cái hữu duyên để được gặp vong linh. Con xin phép là ông áo đen, con không biết tên tuổi cho nên con phải kêu bằng vậy. Thì nếu mà đủ cái phước lành để cho tụi con được gặp ông á, thì thôi giờ ông xuất hiện ra đây đi. Thì em mong rằng là ông, con thấy sức mạnh ông rất là dữ, con nghĩ rằng ông có thể giáo huấn và chỉ dẫn những vong linh kia để đi tu hiền, để giải thoát cho chính ông và giải thoát cho tất cả vong linh khác. Thì hôm nay đến đây thì con cũng không có gì hơn, có ít đồ đem đến để cúng kiến, để dâng lên đến cho ông cũng như là tất cả vong linh hồn khác. Mong rằng ông có thể ra đây và chứng và nhận những điều đó. Nam mô A Di Đà Phật. Không thấy gì luôn á. Ê, cái gì? Kìa, cái gì vậy? Gì đâu? Thấy không? Con thù lụi thấy gì đâu? Tao thấy mà thấy không rõ. Thấy chưa? Thấy cục đen xì không? Đúng rồi, mà thấy còn cục gì đen xì chuyển cái vậy? Ừ. Cái nhà thấy nước mặt con là
đang xì ra. Đâu mà đúng rồi, đang lùi vậy. Nhìn không thấy được. Ê, tôi biết ổng đó, ổng đó. Tại tôi thấy cặp sừng tôi biết ổng đó. Cái má này nhìn thấy không? Thấy đang lùi nhưng mà thấy cặp sừng. Không thấy mặt mũi chưa á? Ừ, thấy cặp sừng đó. Môi gì đà Phật. Chú anh chị thấy không? Rõ ràng là bên đó có một bóng đen lùi kia kìa. Nhưng mà có cái áo, cái miếng vải trắng gì bay phút bơi. Nam mô A Di Đà Phật. Ê, ê. Sau lưng. Sau lưng không? Thấy chưa? Hả? Con áo đỏ, con áo đỏ. Đâu? Đang đến gần lắm đó. Đến gần luôn lắm rồi đó. Đúng rồi, đứng trước mặt luôn đó. Sau lưng không á? Đâu đi sau lưng không á? Không thấy hả? Ở đâu? Đó, thấy không? Thấy chưa? Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay hai cậu cháu trở lại đây thì mong rằng có thể đem đến những điều tốt đẹp, cũng như rằng có thể hướng dịch linh cậu cháu đã cố gắng làm trong suốt thời gian qua. Đến gần lắm nữa nghe. Đứng trước mặt luôn, đứng trước mặt luôn. Bên tay phải. Ờ, đúng rồi, hướng đó. Không biết đến tận hiện tại bây giờ là hai cậu cháu chưa biết tên tuổi của ông là gì. Và hiện tại áo đỏ có sừng á. Áo đỏ có sừng á. Áo đỏ à? Ừ. Không phải ông áo đen hả? Áo đỏ có sừng chứ không phải áo đen. Mô gì Phật? Áo đen mất tiêu rồi. Cái gì? Ông đi đâu mất tiêu rồi? Ai? Cầm áo đen đi đâu mất tiêu rồi? Rồi ông kia hướng nào? Ông mày thấy không? Ông kia không còn nữa. Còn ông có đỏ cái mặt không không à? Đây hả? Đúng rồi, hướng đó đó. Sao lưng không đó? Coi chừng đó nghe. Lưng nữa hả? Ờ, sao? Mày thấy không? Mày thấy ơi, tao không thấy. Tôi vô tình trong cá tôi thấy nè. Ở ngoài mày thấy không? Không biết. Đi ra được. Nó vòng vòng mà. Rồi đi tiêu phải không? Trước mặt mẹ. Nam mô A Di Đà Phật, con gian giá ông bà ở đây. Thì trước hay sau gì á thì chắc có lẽ thì ông bà cũng phải chuyển kiếp thôi. Bây giờ á. Ở đâu ta? Ừ. Ê, lui. Lui. Cái gì? Ngay thẳng mặt á. Ủa? Bên cây à? Không biết nữa. Nè nè, nhìn máy thấy nè. Ủa, nó gãy rồi. Nam mô A Di Đà Phật, con gian giá ông bà đây. Thì trước đây ông bà đã tạo nghiệp. Có lẽ ông bà tạo nghiệp nên hiện tại bây giờ ông bà phải trả được cái nghiệp của mình. Nên phải chịu cái cảnh làm ma làm quỷ như thế này. Bây giờ ông bà cứ cố gắng tu tập dưỡng tánh đi. Quy y nhà Phật. Cố gắng mà niệm Phật để mà cứu độ cho vong linh của bản thân mình sớm được về nơi khác để mà an nhàn hơn. Ủa ông đâu ạ? Còn thấy không? Còn chết trước mặt mày đó. Tao ngồi đây tao canh đằng tao sợ chứ. Nè. Ông đang tiến từ từ lại mày đó. Con này à? Không, qua bên phải chút. Ừ đúng thẳng rồi đó. Đúng rồi. Ừ. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ á quý ngài
À, vậy ông giơ tay ra, ông làm gì đó. Nếu mà tao đi đẳng thì không có ai thấy. Được không? Lui đi, không được thì lui lại. Lui lại được không? Được không? Được không? Được, nhưng mà có cái là không thấy ổng thôi. Cái gì vậy? Ở đâu à? Em nhìn trong máy thấy, mà nhìn ngoài không thấy. Thấy không? Ông kêu trong ông đỏ đi gì kìa. Ây da. Cái gì? Ông kêu cái trong đỏ đi. Ông đâu rồi? Không thấy nữa. Bà đồ cũng rồi. Bà đứng kia. Nào nào, đứng bên đây, bên đây nè. Bên chỗ tôi đứng nãy, bên cây treo á. Đó, thấy không? Thẳng tới. Sao hôm nay ngộ vậy? Không thấy gì chứ vậy? Như làm sao? Thấy mà trong máy thấy thôi. Ê, ông kia, ông ngồi kia. Ông già đang lùi rồi kìa. Đâu? Đâu phải. Đằng kia kìa, ông ngồi đằng kia kìa. Nào? Đằng này đang nhìn thẳng đằng kìa. Ngồi nè. Đâu phải. Ủa? Không phải, cái gì? Cây ông ơi. Ủa cây. Để tôi lùi về tưởng trước nó. Mặt kìa. Đâu? Đi thẳng rồi. Đâu? Đó. Gì trời. Ơi. Bà ta nữa. Bà nào? Kìa. Nhìn đã biết bà nào cái gì. Bảo trắng. Nam mô Di Phật, con chào bà. Thì cũng nhiều lần hai cô cháu con đến đây tâm nguyện là muốn giúp cho bà và các vong linh ở đây cũng như là được về cõi khác và cứu rỗi bản thân để mà có thể chuyển kiếp đầu thai, hoặc là tệ lắm thì cũng đi về một nơi an nhàn hạnh phúc hơn. Còn bây giờ á, bà lại đến đây và cũng như là hỗ trợ cho họ để mà không nhận sự giúp đỡ tụi con, và có những tác động khiến tụi con rất là đau đớn. Thì con hy vọng hôm nay trở lại cũng đã sẽ khuyên được bà và cũng như các lên đây. Trời. Mô Di Đà Phật. Không biết là ở quá khứ bà đã gây tội lỗi như thế nào, và hiện tại bà phải nhận cái sự đày đọa cái vong hồn của bản thân mình. Cái tiếng ông già, cái tiếng cái ông đó gì á. Tôi nghe cái tiếng cái ông đó đen á. Nghe không rõ. Không biết bà có nhu cầu gì và bà đang cần điều gì ở đây. Và vì sao bà lại giúp cho họ, mà tại sao bà không giúp bản thân của bà? Ừ. Cẩn thận ơi. Dữ lắm rồi. Ôi sao nay không thấy mấy con linh kia ta? Nào? Mấy con linh đỏ kia. Nó có xuất hiện mà. Hả? Nó xuất hiện mà. Những con linh kia nữa kìa. Ở nhiều con kia hả? Ừ. Ơi.
không biết là họ có một cái điều gì ở đây và tại sao họ tụ họp gì đây ta, không hiểu nói. Thì đó, ở đây thấy không có gì hết trơn mà rất lạ, phải chỉ có một cái điều gì đó nó ê, nhìn trong máy thấy trước mặt nè, trước mặt ngang nghe chỗ cái cục cụ mối á kìa. Ai trời. Sao không mà sao tôi mà không thấy chỗ này, nhìn thấy nè, đây ôi đây. Ta bắn. Tôi không thấy thằng này, tôi thấy thằng kia thụt lùi. Cái gì vậy? Thằng kia hả? Ừ cái ở đây cái lùi mới đó. Ổng đi đắng này thử không? Đi. Cái gì? Chậm từ. Cái gì? Ơi. Cái gì? Ê đứng yên, đứng cái chạy lùi. Cái gì? Cái gì? Cứu tôi. Cái mô gì Phật? Gì? Sao mà cái gì lâu tôi đi dữ vậy? Ráng chống lại đi, để tôi coi không chắc đi đâu. À, hiểu rồi. À, cái gì vậy? À. Ông ta đang chơi ấy chơi mày á. Tìm chú đi. Thì ra ông đã ông ở đây đúng không? Nam mô A Di Đà Phật. Ở ngoài cả nhà hiện về thì hai cậu cháu không thấy được gì cả, nhưng mà nhìn máy nãy là thấy trong đỏ đây, ông ta ở đây. Nam mô A Di Đà Phật. Con biết là Quan Âm và cũng như là cái linh lực của ông rất là mạnh. Nếu mà ông còn ở đây thì ông đến đây cái gì? Cái gì? Đây, nhìn tao nè. Có gì lỗi tôi đi. Đi đâu vậy? Ê. Ai? Cái. Như ông đâu đây nè, lầm nè. Mình nhìn mắt thường nhìn không thấy. Hồi nãy là trong máy là nhìn thấy nè, ông ta đứng đây. Quỷ đỏ đứng đó. Ừ. Cái gì vậy? Đi cái gì vậy? Không thấy gì hết. Có hình như cái chai nước. Ủa gì? Cái gì? Thấy nè. Chúng ta nhìn thấy. Ý ở ngoài mình cũng nhìn thấy luôn. Ừ. Tắt đèn mới thấy được. Ừ. À, Nam Mô A Di Phật. Thì hai cô cháu á hôm nay gặp được ông. Thật sự hôm trước tụi con cũng muốn nha, thật sự muốn cung kính để cũng như là mong rằng tỏ bài cho ông hiểu, thấy không? Thấy. Làm như có đèn lên mà không thấy được. Thì ông ơi hôm nay ánh trăng nhìn thấy được. Ừ, đúng rồi. Nam Mô A Di Phật. Thì ông ơi, thì chắc có lẽ ông có thể đã nhiều tuổi rồi, thì con hy vọng ông có thể khuyên những con linh ở đây có thể sớm đi thoát. Con biết rằng linh lực ông rất là mạnh, tại ông đã gần con thì tỏ ra một cái linh lực rất là lớn. Vì vậy con mong rằng ông nghe những gì con. Ê, nó lại giống tôi được kìa. Bắt ăn được luôn kìa.
À. Ông ơi ông, hai con cháu con đến đây đã cố gắng giúp những vong linh để mong rằng là hai con cháu có thể giúp được những vong linh ở đây. Thì ông á, con nghĩ ông nếu mà ông ra tay giúp đỡ những hương linh này về cõi khác. Nam mô A Di Đà Phật. Ông ơi ông. Con Tiêu ơi. Cái gì? Ôi, nó bắt ăn được rồi, bắt ăn được. Nó bắt ăn được luôn á. Cái gì? Bắt ăn được luôn á. Bắt ăn gì luôn nè. Giống như mình luôn hả? Ừ. Nam mô A Di Đà Phật. Ông ơi thì nếu mà nghe được mất tiêu rồi. Tụi thấy không? Không. Ôi gì? Sao kỳ trời? Sao bắt ăn được rồi làm sao? Kỳ vậy? Hồi đó gì chưa gặp trường hợp luôn. Không sợ. Không phải là không sợ không nói mà họ bắt ăn được chứng mình. Ý là có nghĩa là họ không có sợ. Không sợ ăn. Thậm chí dòng bắt ăn được lại mà ăn của họ gì. Chắc là ăn tà. Ừ. Mình nghe ăn. Ăn này dạng thuộc thì ăn cả nhà. Mà thôi phải bắt chứng mình luôn. Bắt ăn này nó đủ thứ ăn nhưng mà nó bắt chứng mình luôn. Bắt hạch luôn. Mình bắt con nào bắt con hạch luôn nó như vậy nè. Mà thêm cái vấn đề đây biết họ niệm gì nữa. Mà khi mà cái bông nào đó nó ở cái bông đỏ nó bắt ăn. Và khi mà nó làm cái đầu tôi trong gian này nó xây cái đầu luôn. Hồi nãy không làm kìa, nó gãy đầu tôi, gãy cổ tôi. Môi gì rồi, đốt nhà này. Cái nhà thì nói chung là hiện đại ở đây cái tiếng nhạc nó hơi lớn cho nên thì tụi con chắc phải nói chuyện lên cho nó. Đâu rồi, xa vậy mà cũng có nghe nó ta. Ờ, cái đoạn số, cái dao trống. Ngoài rồi động trống mà. Cái gì đẹp tôi vậy? Gì? Dạ. Cái gì? Cái gì đẹp tôi nè. Cầm vậy. Có cái gì? Dạ. 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 Sao vậy? Cái gì đẹp tôi nặng quá. Nặng. Cái gì vậy? Nam mô A Di Đà Phật. Nếu mà ở đây vong linh hương hồn nào đang dùng cái thế lực tà ma của mình mà làm hại cháu tôi thì thôi. Nghe như lời tôi khuyên hai con cháu tôi chứ. Cháu tôi cũng vậy thôi. Và tôi cũng vậy nữa. Tôi với cả hai con cháu đến thì cũng nguyên nhũ hướng hương lên. Ừ, cái gì vậy? Cái áo tôi bị lôi kìa. Ôi. Ôi. Cái gì vậy? Trời ơi. Ủa? Trời ơi. Ủa. Ủa. Ủa.
gì vậy? Ơ đừng, đừng nhích, từ từ, mở mắt ra đi. Từ. Cái gì? Từ, mày đang mà. Kẹt trong bánh xe, từ. Ê, 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 ê. Từ. Đi xiết đâu vậy? Tao không dám làm gấp, tại tao biết mày kẹt đau mà, tao có dám mà, mày tỉnh, tao có dám. Từ. Anh ơi, chú cái tay ra đây. Ê, cái xe lăn cái gì trời? Ủa? Ui. Đi xuống cái tay ra đây. Kẹt cứ ngắt con ba sượng tôi dính vô cái cạnh xe rồi. Chui ra luôn được không? Chui ra luôn được không? Không được, cứ ngắt. Từ. Cái tay kia đâu rồi? Cái tay kia nằm đây nè. Mà bị đè này ơi. Sao kỳ trời, sao mà cứ ngắt vậy? Không biết nữa. Ây da, da. Đừng cứ lặt ngay ba sượng á. Rồi sao ra? Từ, tôi nhích cái từ thôi. Lắc coi. Được không? Ui dạ. Được không? Đau. Tao không dám mấy nè, mày biết cái thế mày ra từ chứ giờ tao đụng. Ê, được không? Trời ơi. Sao lọt lên đường trời. Ây da. Nãy đang đó mày bị lôi đi. Được không? Từ nhích thôi. Được không? Nhóng ra nữa thì được không? Gắn đi. Ừ được. Ôi, từ. Gì? Sao cái đầu mình làm vậy? Ê. Tiếp là môi. Cái gì đấy cái đầu luôn à? Mày chuyển vô tay tao nè. Lùi ra. Tao không dám lùi nè. Tao biết mày đau tao đâu có dám. Từ thôi. Ê. Mày chuyển cái tay tao nè. Từ. Từ ra. Từ ngang trúng nha. Được không? Sao kỳ vậy? Sao mà nó chứ ngoe vậy? Này nghiêng mặt cái gì nè? Ừ. Từ coi. Mày giờ nắm ngay cái nào rồi mày. Ê, cái tay tôi. Cái gì? Cái tay tôi cái nè. Gì kỳ vậy? Sao kỳ vậy? Ai nắm tay ghìa bên nè. Ai nắm tay ghìa bên nè. Ơi, từ nghe. Mày nhìn cái mặt vậy nè. Đúng rồi, lùi cái mình ra. Ôi từ từ cái đầu. Ôi. Mày bị trắng lòi đi không? Không biết. Tôi đang ngồi đốt nhang. Mày sao mà nó thui vậy? Nhìn ngoài tao không thấy. Nhưng mà khi mà nãy ấy thì lúc mà bay đi tao nghe mà có tiếng giống như có cái giải vũ rồi tao nghĩ là không hiểu cắn. Lỗ lớn mà nhát được hay thiệt. Nó kẹt qua sườn như trong cái hai cái xác này đau quá đau. Anh cóc nhảy lên mày làm gì kìa. Sao?
Cái gì là cái gì? Dưới xe cái cây. Cái cây nè. Không phải, nó dưới chân. Dưới chân kìa. Ây da, cắn, cái gì? Tôi phải ghe lại mà không ghe, nó dưới chân mà. Được không? Có gì cắn cái giòn tôi nè. Ây da. Ý cái gì? Ây da. Đâu rồi? Cứu ơi. Ây da, trời. Mày có thấy đâu? Cái gì đó ông giỏi cứ ngắt rồi lôi tôi nghĩ luôn. Chạy là ông mà chẳng được. Ôi tôi tới đó rồi đó. Đầu cây nè. Ừ. Mẹ lâu ta bấu lại mà muốn chóc da chân. Cái gì? Trên đầu cây thầm kia. Nam mô Phật quý vị ơi. Sống á, có lẽ các người đã tạo ra. Cái gì trên lưng vậy? Nghe là lạnh vậy? Các người đã gây tội nghiệp lúc còn sống rồi, thì khi các người chết đi, các người đang chịu cái nghiệp của mình. Nếu mà các người biết buông bỏ đúng lúc thì các người cũng có thể đầu thai chuyển thế, hay hoặc là các người có thể về một cái nơi nào đó tốt hơn, giải thoát cho bản thân. Các người bây giờ càng làm những cái việc xấu thì các người sẽ đi vào con đường lún sâu và không thể nào rút chân ra được. Nam mô Di Đà Phật. Cúc ơi. Nam mô Di Đà Phật. Cái người là như này được cái gì đâu, không được gì hết. Các ngài cần đi vào đâu tiêu chưa? Ủa đèn tự nhiên cháy lên ta. Cúc ơi.
Cô ơi. Cô Út. Ông đâu rồi? Ông nghe không? Ông lên tiếng đi. Ông đâu rồi? Ông đâu rồi? Hồi nãy ông báo bị leo, bị lôi lên treo cổ trên này nè. Có bị lôi nữa không? Cô ơi! Ông nghe, ông trả lời con ở đây coi có biết được kiếm không nè. Đâu tiêu trời. Cái gì? Cái gì đang thui vậy? Ơi cái ông nữa rồi. Ủa? Ủa cái gì vậy? Sao khúc dưới là ổng, ổng mà. Mà sao cái đầu của con kia? Cái gì? Cổ bơi cậu hòa ông vậy? Cái nhà cái khúc dưới là mình, cái mình của ổng. Sao cái đầu là kỳ vậy trời? Cái đầu là của cái ông áo đen. Rồi làm sao? Nam mô A Di Đà Phật. Cậu ơi. Ê, không phải. Không phải ông. Ông đừng có giả nha cậu tôi. Cho dù có giả chăng nữa thì cái đầu ông đó, ông nhìn kỹ cái đầu ông đi. Ông muốn cái gì? Ông muốn cái gì đây? Ông coi cho kỹ nghe. Dạ. Trời ơi trời, cây không cháy nữa. Ông bắt cậu tôi để đâu rồi? Ông lại. Ông nó tiêu trời. Ủa đâu rồi? Cậu ơi! Ê, ê, ê. Ê! Ông đi mặt lên! Ừ. Ê! 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 Ê!